Mình đang kiểm tra cái bình ắc quy của mình hôm trước, sao nó bị chập chờn, lúc đó thì nó không có bấm cái phím này nè các anh em, cái này gọi là cái gì ta, cái remote ha, cái remote bấm cái này nhiều khi bấm không có được, lúc được lúc không. Thì bây giờ nó đang như thế này là 12.2, nhiều anh em nói là nó bị hết bình. Mình mua bình mới rồi nhưng mà mình thử xem như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ bật bật thử lên cái đèn demi lên. Đèn demi lên thì nó tuột xuống. Bật thử đèn pha lên thì nó tuột xuống là 12.78. Vậy mình thử mình đề lên nha. Mình đề lên có bao nhiêu. Không biết, không có kẹp kỹ lắm cho nên là không biết là có chặt không. Thử coi nha. Cái bình này có thật sự yếu chưa? Không lên luôn anh em. Đó là khi đề nó còn là 10.99 là yếu rồi đó. À, tối thiểu là nó còn 5 chấm mấy. Rồi bây giờ nó có sạc vô nó lên đó các em. Có anh em. 13 chấm mấy. 12 chấm mấy. Là cái bình cái chiếc xe mình nó nổ máy á thì nó sạc vào trong ắc quy cho nên là cái điện áp nó sẽ cao hơn. Bây giờ thử lên nữa nè. Đây là 12.44 ha, thì bây giờ mình thử em các em 11.87, không biết sao nó kêu. Thật ra 11.87 á, 10.87 thì thật ra cái bình nó vẫn còn xài được á, nhưng mà nó hơi yếu rồi, nó hơi yếu rồi. Mình đọc tài liệu kỹ thuật đó thì nó nói là bình nó phải trên 10.5. Bình 10.5 thì ổn. Chắc là bình thì cũng hơi yếu, tại vì mình mua này mua xe cũ các anh em. Thì xe cũ thì mình cái bình mua này cũng 1 năm rồi và cái bình trước đây người ta đã dùng rồi. Giờ thử lần nữa ha. Không lên nha, 10.85 nó không lên nè. Nó lên. Nhưng mà có tiếng kêu, không biết bị cái gì mà có tiếng kêu ta. Hay liên quan tới củ đề. Đợi chút. Rồi, cảm ơn anh em nha. Anh em mình đo VOM. VOM mình đo bằng đồng hồ đo điện tử. Cực này là cực dương nè. Cực này là cực âm. Mà mình đo như vậy thì mình đề nó lên. Bình thường á mình đề nó lên là nó được nó còn 11 chấm mấy á. À, thôi bây giờ mình thay bình mới cho mình thử nha. Đây là cái bộ đồ nghề của mình nè. Thì ở đây á mình xem ở trên mạng á, thì người ta nói là muốn gỡ ra thì đầu tiên là phải tháo cọc âm của mình trước, sau đó tháo cọc dương, rồi tháo cái này ra. Thì xe mình là xe Spark 2009 nha các bạn.